Kính thưa quý vị các bạn thân mến, ngày hôm nay Cha Phêrô cùng với Hội Chữ Thập Đỏ xã Vĩnh Kim có mặt tại nhà của bà Nguyễn Thị Miễn ở ấp Dòng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh để dự buổi lễ khánh thành căn nhà mới cho gia đình của bà. Và tôi xin được giới thiệu thành phần tham dự trong buổi lễ khánh thành ngày hôm nay gồm có ông Trần Văn Tám, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Vĩnh Kim, ông Gabriel Nguyễn Văn Nhiều là chi hội trưởng Dòng Lớn, ông chi hội trưởng ấp Kim Cũ, ông Domenico Phạm Văn Tây là quản nhiệm điểm ban quản nhiệm, ông chủ thầu xây dựng. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu buổi lễ. Xin mời cha Phêrô quay lại bắt đầu tập kinh nhân. Nhân dân cha là con và đây qua đây 2 thước rưỡi, đây đang 2 thước rưỡi, còn đây tới 3 mét 7
94 năm sau. Cái này là 2-3 người ngủ bình thường. Dạ, 2-3-4 người ngủ nếu mà không cần giường. Nằm cái này cái chỗ bốn cửa người sẽ chạy với ba đứa con mà ngủ đứa con là đứa con nào là ông bạn nghe chơi chơi dạ thằng trai nữa thằng trai được á. Còn dưới này sao? Dưới đã chơi có loại đàn này quá nó có hồng rộng. Trước khi gia đình cũng có báo với chính quyền, bên cạnh đó là cũng tìm đỏ để khảo sát căn nhà, thấy căn nhà nó đúng ra căn nhà thì nó hoàn toàn là coi như là bị hư hỏng thì có thể phải chấp nhận để xây cất lại cái căn nhà tình yêu thương. Thì hôm nay đến ngày giờ phút này thì phải nói là coi như là căn nhà đã hoàn hảo, bên cạnh đó cũng là một sự quyết tâm của là đội thi công để là hoàn thành cái căn nhà rất là chu đáo, là thẩm mỹ rất là tốt đẹp. Thì riêng được căn nhà như thế là không phải nói thì đây là một sự công lao to lớn của là linh mục Phê-rô Nguyễn Tường là chủ công là trong cái ở cái điểm mà chụp đỏ luôn cả xã chúng ta. Và bên cạnh đó cũng là một cái tất cả các mạnh thường quân ở nước ngoài hỗ trợ căn nhà này mới được hoàn hảo như ngày hôm nay. Thì chính vì thế hôm nay được là con nhận nhà thì riêng thì chụp đỏ vinh khiêm cũng đo lời trước gia đình. Thì đây phải nói một sự rất là công cực khổ của là trước là linh mục Phê-rô sau mà các nhà đại đạo và cùng các cái đội là xây dựng quyết tâm nào thì mới hôm nay thì cũng xin là nhắc nhở gia đình chúng ta hãy thực hiện tốt cái tình yêu thương coi như là với cái xu đạo phán thì đó là một điều chúng ta phải thực hiện tốt. Thì bên cạnh đó mình được căn nhà thì gia đình chúng ta thì phải bảo tồn gìn giữ cái nhà cho nó hoàn hảo là phải sống là tốt đạo đẹp đời và có tình yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong cái cuộc sống của chúng ta. Thì đó vậy là một điều thì chúng nhỏ cũng cần nhắc nhở. Phần thứ hai nữa thì là khi được căn nhà rồi thì đáng là dạy con cháu chúng ta sống là coi như là đừng có những phận xã hội, phải là thực hiện tốt của là xã hội. Với cái nữa là ấp chúng ta ấp văn hóa là sẽ xã ở nông thôn mới thì chúng ta thực hiện tốt điều đó để là cùng nhau với xã hội hoàn thành tốt. Thì chắc lẽ coi như là đến đây thì không có gì hơn, ngày trước cũng là xin là chân thành cảm ơn là linh mục Phê-rô Nguyễn Tường và các nhà đại đạo để là ra bỏ công lao rồi luôn cả là vật chất để hỗ trợ cho nhà tình thương và coi như là của xã Vinh Khiêm chúng ta được nhiều căn nhà nối tiếp. Thì cũng mong sao là các nhà tài trợ để có cái quyết tâm để là cống hiến những gia đình tiếp theo căn nhà tình yêu thương này. Đó là một sự điều mong muốn của là hội chụp đỏ những mọi người yêu thương của vùng lớn xã Vinh Khiêm chúng ta. Thì sau cùng thì kính chúc trước là linh mục Phê-rô Nguyễn Tường, kính chúc tất cả là các mạnh thường quân là trong và ngoài nước và tất cả là ban xây dựng và luôn cả gia đình được nhiều sức khỏe là được thành đạt trong công việc mới. Xin hết. Xin được mời ông chủ phòng xây dựng báo cáo tình hình căn nhà vừa mới được hoàn công. Kính thưa gia chủ, kính thưa chủ tịch và các bà xã Vinh Khiêm của ban quản lý, thì theo thông báo con đại diện cho điện thoại chụp đỏ là đi xây nhà xây những máy ấm mà tình thương cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Thì con đến những căn nhà mà cha Phê-rô đại diện cho mạnh thường quân cho thì ai cũng khổ hết, mỗi người có một cái cách khổ khác nhau, nhưng ở gia đình của bà Mười ở đây thì cũng khổ khổ nhiều hoàn cảnh, cái ăn cái mặc từ cái cho đến cái chỗ ở thì nó cũng không được lành lặn. Con thấy chương trình yêu thương và cho thông của cha Phê-rô đây rất là có ý nghĩa.
gì ăn thì con xin thay mặt cho anh em làm cảm ơn cha Phê-rô cùng chính quyền đã tạo cho con có cái điều kiện để đi giúp đỡ những nhà có cái hoàn cảnh khó khăn. Và con cũng xin cảm ơn mạnh thường quân đã đóng góp tiền của để tạo điều kiện cho con có việc làm để giúp cho bà con có hoàn cảnh khó khăn có được cái mái ấm tình thương. Con xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin mời ông chi hội trưởng ấp Dòng Lớn cho các bạn học viện ý kiến. Ba quán quận có chi học ấp Dòng Lớn chúng tôi xây dựng thì con rất vui mừng. Trước đây con lại nhà con thăm đến từ thế giới này tốt nghiệp mà nó thấp thế giọt nát con rất là đau lòng. Hôm nay là thì cảm ơn cha Phê-rô là nhà tài trợ mạnh thường quân trong và ngoài nước. Còn cha thì con với tám thì có công thôi chứ không có gì hết, thì cũng đi tới lui thì cũng đâu có. Mà nhờ hôm nay nhờ cha Phê-rô nhà tài trợ cùng lại bài thật vậy là ngày thứ 10 được nay con rất là quý thứ 10 là xin mặt khách cha xin nói để nói với bài thật một hai tiếng. Bài thật xin chào em, anh kính nhiều rồi, cảm ơn em. Ngày hôm nay em đã tài trợ cho thứ 10 ngôi nhà được hoàn chỉnh thì em mở em thấy em thì rất tốt vui vẻ. Ngày hôm nay là làm lễ bàn giao cho người bác 10 để chúc mừng em xin chào em mạnh khỏe để sau này tài trợ cho những em út mà chưa có được căn nhà. Cảm ơn em, xin nói thầy. Xin mời ông quản nhiệm của điện thoại chứ đọc đó là được ở xã Vĩnh Biên, nay tôi thay mặt là ban huấn luyện của học đó. Hôm nay đến đây thì thấy là ngôi nhà học Vân rất là tốt đẹp. Thì do đó mà cũng đặt lên đó là cha Phê-rô, nhà cha Phê-rô rất nhiều. Thì vật chất là bên ngoài, mình là có nên kêu gọi các nhà tài trợ, các mạnh thường quân để về mình đóng góp để cho làm những việc tốt đẹp. Theo là Chúa Giêsu thì đó là tỏ sáng ra mà mấy tháng nay thấy tỏ sáng càng tốt thì đó là cha đã nhờ Chúa mà cha đã làm cho những người có hoàn cảnh khó khăn được cái ơn được cái ngôi nhà hay là được gạo hay là được nước, đó là cái chuyện tốt đẹp của cha và chống theo là Chúa. Như vậy là hôm nay thì đến đây tăng lên con ngăn tới cái nhà này thì cũng nhà của bác 10 thì hôm nay bác cũng đã già thì sống với một con út thì thấy cũng hoàn cảnh vất vả khó khăn, tuy là có ruộng mà ruộng thì mặn thắt lên thắt xuống không đủ ăn, nhà thì rách nát không có thể nào mà cắt lên nổi được. Do vậy mà cha cũng kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà tài trợ để giúp cho bác được ngôi nhà. Thì hôm nay là Hội Thập Đỏ chúng tôi cũng rất mừng. Mình xin cảm ơn cha rất nhiều và xin cuối cùng là cũng nhắn lại với gia đình ráng cố gắng gìn giữ ngôi nhà này để cho tốt đẹp, để cho sạch sẽ rồi dạy con cháu mọi người đánh khỏi phụ lòng những người giúp đỡ cho mình. Xin mời ông chi hội trưởng ngắt như cũ có lời đáp lại. Tôi là cha Phê-rô, tôi cũng được biết rất rõ về công việc của ban quản lý rất là rất lớn. Trước khi tôi là con lễ xin thay mặt là cảm ơn các nhà tài trợ trong và ngoài nước cất cho mẹ tôi một căn nhà để đón khi mưa. Sau còn nữa tôi xin cảm ơn cha Phê-rô. Rất là nhiều. Xin mời anh Nguyễn Công Đón đại diện cho gia đình nói là hôm nay trước thì cảm ơn cha Từ và chú Bảy Thành
sao xin cảm ơn nhà tài trợ hội thập đỏ cùng chính quyền tất cả những anh em thợ hội đã giúp cho mẹ tôi một cái nhà công lao này thì tôi không dân tôi không thể nào đền đáp được, nhưng tôi chỉ cầu xin Chúa ban ơn cho cha sức khỏe để cha luôn nói kết với hội thập đỏ và nhà đại đạo để giúp đỡ cho những người nghèo khổ đối đất đang chờ sự giúp đỡ của cha. Tôi xin thành cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần giao nhà yêu thương cho gia đình. Xin mời ông chủ tịch hội chữ thập đỏ đọc quyết định giao nhà. Đọc cái giấy quyết định để trao nhà cái tình yêu thương của gia đình. Ủy ban dân xã Vĩnh Kim, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc quyết định về việc tặng nhà tình thương chủ tịch Ủy ban dân xã Vĩnh Kim căn cứ được tổ chức chính quyền địa phương ngày 10/6/2015 theo đề nghị của chủ tịch hội chủ tịch xã Vĩnh Kim quyết định điều 1 tặng cho bà Nguyễn Thị Miễn sinh năm 1941 một căn nhà tình thương trị giá 52 triệu đồng cư ngụ tại ấp Dùng Lớn xã Vĩnh Kim huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh do hội chữ thập đỏ nhà đại tạo hỗ trợ. Bà Nguyễn Thị Miễn được trọn quyền quản lý và sử dụng căn nhà nêu trên kể từ ngày làm lễ bàn giao. Điều 2, công chức văn phòng thống kê Ủy ban dân xã chủ tịch hội chữ thập đỏ xã ban dân ấp Dùng Lớn và bà Nguyễn Thị Miễn căn cứ quyết định thi hành quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ký thay chủ tịch phó chủ tịch Lê Thị Kim Phượng. Mời ông chủ tịch hội chữ thập đỏ cho quyết định. Xin mời. Nghe với pháp mười. Xin đọc thế đừng nói đó. Lại lên đứng dậy. Chúng ta hãy dành tràng pháo tay dành cho. Sau đây ông chi hội trưởng sẽ trao ông lời yêu thương cho gia đình. Với nhà mới giữ gìn tấm bản này giữ được mãi mãi. Chúng ta hãy nhìn tràng pháo tay chúc mừng gia đình. Xin mời hai tòa. Một kính xin mời cha Pedro bắt lấy kính. Ý kiến gì? Anh đón vui. Anh có nói thêm gì không? Không muốn nói thêm gì không? Cảm ơn tất cả những anh em sản phẩm, tất cả những người đã có tiếp dẫn chị nghèo và tôi đã đưa mặt hàng rồi đã có một chút lạc. Xin Chúa ban ơn cha nhiều sức khỏe nhiều để cha nối kết với hội thập đỏ và bên nhà tài trợ để cha giúp đỡ cho nhiều người đối khổ khác nữa, nhiều người đã chờ sự nâng đỡ của cha. Cảm ơn. Thực ra thì chúng ta cũng đã khánh thành nhiều căn nhà rồi, phải không? Đường hướng của chúng ta là không dừng lại ở căn nhà này, nhưng mà còn nhiều căn nhà khác nữa. Nhưng mà tôi cảm thấy anh cảm ơn đại diện thập đỏ vì nói theo thế gian này nó mình nói theo từ trong lòng thấy còn rất nhiều muốn được như vậy, không biết là chúng ta phải làm sao cho họ được như vậy. Tại vì cái điều cha muốn làm căn nhà thì không phải, nhưng cái điều đó là do chính quyền, do hậu sinh họ có bạn bè họ đã với mình không. Ví dụ cha huy động một căn nhà cha phải hỏi lần một lần nữa là anh Tám là chủ tịch của cỏ có sẵn sàng với cha bỏ tháng không? Hồ có sẵn sàng với cha bỏ tháng không? Này nói trước công đường trước là mình bàn qua thiên hạ nha, cho là có tay nha. Hôm nay mốt rồi ra giao nhà nữa rồi không có khác là cha la làng đáng chịu quá. Hôm nay ta đi tham dự cái lễ khánh thành căn nhà này thì cái người quan trọng nhất là chủ tịch, người kế tiếp là chủ nhà không? Tất cả chúng ta là những người coi như là chủ nuôi, nó đúng từ là chủ nuôi, tức là mình có mặt ở đây thì ông chủ tịch ông mới mạnh, chủ nhà mới vui, chứ còn chủ
của mình nứt nâu và cũng như là người chả có quyền lực gì. Chỉ là chủ vui nhưng mà giờ thì anh Pháp cũng vui đó nè. Có tượng này chủ vui cho xin lên tí mặt này hết không? Có gì thứ nhất như thế này anh em, chúng ta nói gần, nói gần, nói xa, nói qua, nói thiệt. Cái quan trọng là cái nhà này nó có một cái thương hiệu thương mà còn cái chữ yêu thương. Ngôi nhà này mọc lên là giờ có tình yêu mới được mọc ngôi nhà này. Nhưng mà sau khi ngôi nhà này mọc lên là sống tình yêu thương tiếp tục. Yêu thương động vật, yêu thương cây cỏ, yêu thương con người, yêu thương tất cả mọi loài thọ tạo. Mà quý vị lên, đó là lời cuối cùng cho căn nhắc của gia đình. Chúng ta phải yêu thương mọi loài thọ tạo. Con người, động vật và cây cỏ. Thì cái câu này tuy là căn nhắc ít nha, ngắn gọn nhưng mà nó là sau lưng nó thâm thúy nhiều chuyện lắm. Chúng ta phải làm sao để chúng ta thể hiện cái tình yêu của động vật, con người và cây cỏ. Đó là lòng cha mong mỏi như vậy. Cuối cùng người ta cũng nói với bác Mười, cũng đó một con rồi là bãi thật đã tặng cho bác Mười một căn nhà. Xin chú luôn luôn chúc phúc lành cho nhà bác Mười, cho nhà nó chính đón nhé. Để mỗi ngày anh sẽ đón nhận phúc lành của chú nhiều hơn. Điều mà cha vui mừng ngay chỗ này á, căn nhà nào cũng vui mừng. Nhưng mà căn nhà này có một cái vui mừng đặc biệt, đó là bãi thật có hướng về những cái nơi mà cùng bạn bè với mình, không bỏ bạn bè mình. Đó là cái điều cha mình biết, không hề quên cái nhóm chúng ta. Nhưng mà điều kiện chưa tới thì làm chưa được, điều kiện chưa có thuận lợi thì làm chưa được, hôm nay điều kiện thuận lợi thì bãi thật đã làm được chuyện này, cho nên điều đó là điều vui mừng. Thôi thì cuối cùng cha nói nhiều cũng chưa hẳn là tốt, mà cha nói ít cũng chưa hẳn là hay. Thôi thì cái lời cha nói sau cùng là cha đã chúc lành cho mọi người nha. Xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và xin thánh nha.